Pha tấn công của các cầu thủ Liverpool, người đang có bóng là Jiro Juninho, anh quyết định dứt điểm ngay. Trong tập trước, Jiro Juninho đã chuyển đến lữ đàn đỏ Liverpool. Tuy ở trận đấu ra mắt anh đã bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu 5 tháng, nhưng anh đã trở lại mạnh mẽ với liên tục là những bàn thắng. Và ok luôn mọi người, thì ngay sau đây chúng ta sẽ có một trận đấu cực kỳ quan trọng, trận đấu giữa top 3 bảng xếp hạng Premier League hiện tại đó chính là Liverpool và top 1 của bảng xếp hạng Premier League đó chính là Newcastle United. Hai đội thì đội đầu bảng là 59 điểm trong khi Liverpool chỉ mới có 53 điểm thôi. Và nếu Liverpool giành chiến thắng ở trận đấu này thì rất có khả năng cuối mùa giải này Liverpool sẽ có cơ hội giành được chức vô địch đó. Đây rồi, một pha tấn công của các cầu thủ Liverpool. Và ngay lập tức Urate, cầu thủ mang áo số 20 của Liverpool đã mở tỷ số trong trận đấu này. Chỉ mới 5 phút đầu tiên của trận đấu, Liverpool đã có lợi thế khi đã có được một bàn thắng dẫn trước. Ta cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi, một đường chọc khe của Endo dành cho Urate. Và Urate với một cú sút, wow, một cú sút không quá mạnh nhưng mà cực kỳ hiểm, đã đánh bại được thủ thành Livakovic của Newcastle và đem về bàn thắng đầu tiên cho Liverpool. Và lúc này thì trận đấu cũng đã kết thúc rồi. Và trận đấu chỉ có một bàn thắng duy nhất của Ugarte ở phút thứ 5, những phút đầu tiên của trận đấu thôi. Một trận đấu diễn ra cũng khá nhàm chán à. Nhưng mà dù gì Liverpool cũng đã giành chiến thắng và có được 3 điểm trong ngày hôm nay rồi. Và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ có một trận đấu tại vòng tứ kết của cúp C2. Đó là trận đấu giữa Liverpool và câu lạc bộ Lens. Thì đây là câu lạc bộ cũng khá dễ ha, nên mình nghĩ là mình sẽ bỏ qua đi, cho các cầu thủ tự đá đi. Đây chúng ta đây là trận lượt đi nè. Vâng, wow. Trận lượt đi thì Liverpool và Lens đã hòa nhau 1-1. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận lượt về. Lượt đi thì cả hai đội đã hòa nhau 1-1 rồi. Và đây sẽ là trận đấu quyết định của cả hai đội. Và wow, lại tiếp tục là tỷ số 1-1. Nhưng lần này thì Liverpool đã đi tiếp, do trên chấm phạt đền thì Liverpool đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Ta cùng xem qua coi. Những người sút phạt đền là Jiro Juninho là người sút đầu tiên là hoàn thành rồi nè. Đó, tất cả các đa số tất cả cầu thủ của Liverpool đã sút thành công quả 11m. Chỉ có bên Len thì Frank Skowski và Fran Beret đã sút hỏng và đã tiễn đưa Len về nước rồi. Quá đáng tiếc cho Len. Và sau khi thành công giành vé chơi tại bán kết cúp C2 thì trận đấu tiếp theo Liverpool sẽ đối đầu với Brighton tại FA Cup. Và đây là vòng bán kết nè, để xem Liverpool có thể giành chiến thắng hay không. Và mình sẽ skip qua đi ha. Tại Brighton cũng là một câu lạc bộ không quá khó. Và đúng vậy, Liverpool đã giành chiến thắng 2-0 với bàn thắng của Ugarte và Rodrigo. Và sau khi giành chiến thắng Len ở trận tứ kết thì ở trận bán kết Liverpool sẽ đối đầu với lại AS Roma, một đối thủ đến từ Ý ha. Và phía bên dưới thì Napoli sẽ đối đầu với lại Borussia Dortmund. Còn tại FA Cup thì sau khi đánh bại được Brighton ở vòng bán kết thì ở trận chung kết Liverpool sẽ đối đầu với lại câu lạc bộ Arsenal. Ok, và đến với trận bán kết cúp C2 thì vẫn như cũ thôi, mình cũng sẽ bỏ qua đi ha, để xem kết quả thôi. Wow, và trận lượt đi thì Liverpool đã giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước AS Roma. Đây có thể nói là một lợi thế rất lớn dành cho Liverpool ở trận lượt về ha. Với lợi thế dẫn trước hai bàn ở trận lượt đi thì trận lượt về mình nghĩ sẽ khá đơn giản dành cho các thủ Liverpool ha. Và để xem, wow, trận lượt về thì Roma đã giành chiến thắng 1-0, nhưng mà kết quả chung cuộc thì Liverpool đã giành chiến thắng 2-1, nên Liverpool sẽ đi tiếp vào trận chung kết. Nhánh dưới chúng ta có thể thấy là Borussia Dortmund đã đánh bại được Napoli FC với tỷ số 3-1 sau 2 lượt đấu. Vậy có nghĩa là trận chung kết Liverpool sẽ đối đầu với lại Borussia Dortmund, một đại diện đến từ nước Đức. Ok, và mùa giải cũng đã gần kết thúc rồi. Các câu lạc bộ đã thi đấu 37 trận đấu, có nghĩa là còn một trận đấu nữa thôi là mùa giải sẽ kết thúc. Hiện tại Liverpool chúng ta đang đứng đầu bảng xếp hạng với 80 điểm, tiếp theo sau đó là Manchester City với 79 điểm và Newcastle là đứng hạng 3 với 68 điểm. Và Liverpool chỉ cần giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng nữa thôi thì họ sẽ chính thức vô địch Premier League. Và cũng thật may mắn khi ở trận đấu cuối cùng này Liverpool sẽ chỉ đối đầu với lại câu lạc bộ Brighton, một câu lạc bộ không quá mạnh. Thậm chí thì Liverpool còn được đá trên chính sân nhà của mình, đó chính là sân Anfield nữa. Một lợi thế phải nói là rất lớn dành cho các cầu thủ Liverpool. Rồi, đây pha tấn công đầu tiên của các cầu thủ Liverpool. Người đây có bóng là Jiro. Không được rồi, Jiro đã quá chậm chân trong tình huống vừa rồi. Người đây có bóng là Jiro Juninho, khoảng trống không vào. Trời ơi, Jiro Juninho đã bỏ lỡ một cơ hội để mở tỷ số trong trận đấu này. Một cú sút rất đa năng nhưng rất thiếu chính xác của Jiro Juninho. Rồi, một pha phản công của các cầu thủ Liverpool. Zero.
cuối cùng thì ở những phút cuối cùng của trận đấu, Jorginho đã có được bàn thắng để giúp Liverpool nâng tỷ số lên 1-0. Và sút bóng tuy không quá mạnh nhưng rất hiểm của Jorginho, anh đã quyết định sút vào góc xa khung thành. Thủ thành bên phía Brighton cũng đã đứng yên trong tình huống vừa rồi. Oh no, chỉ mới đầu 5 phút của hiệp 2 mà Liverpool đã phải nhận một bàn thua và trận đấu đã được đưa về vạch xuất phát sau pha dứt điểm vừa rồi của Thuram, cầu thủ mang áo số 24 bên phía Brighton. Có vẻ như các cầu thủ Liverpool đã quá chủ quan trong pha bóng này rồi. Rồi, Zero, một đường chuyền rất hay của cầu thủ bên phía Liverpool. Và Zero Junior, cú đúp của Zero Junior trong trận đấu này, một pha ăn mừng rất đẳng cấp của Zero Junior. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Cú dứt điểm rất lạnh lùng của Zero Junior đã một lần nữa nâng cách biệt lên cho Liverpool. Rodrigo quyết định tạt bóng vào trong, dứt điểm, và đó là bàn thắng của Luis Diaz. Và có vẻ như bàn thắng này cũng đã chấm dứt mọi hy vọng của Brighton trong trận đấu này. Một pha tạt bóng rất hay và một pha băng lên cũng hay không kém của Luis Diaz. Một pha đệm bóng rất nhẹ nhàng của Luis Diaz đã nâng tỷ số lên 3-1 cho các cầu thủ Liverpool. Và đây có lẽ cũng là bàn thắng chấm dứt trận đấu này rồi. Trận đấu lúc này chỉ có 3 phút bù giờ mà thôi. Và đây là pha tấn công của các cầu thủ Brighton. Liệu họ có được bàn thắng hay không đây? Và các cầu thủ Liverpool đã ngăn cản được cú dứt điểm thành công. Và lúc này trọng tài đã nói rồi coi, kết thúc trận đấu cuối cùng của mùa giải Premier League. Và Liverpool đã chính thức vô địch Premier League ở mùa giải này rồi. Vâng, và đây là lúc các cầu thủ sẽ đi lên bục để cùng nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League. Đây là chiếc cúp Premier League nè, nhìn khá đẹp ha, có màu đỏ, trắng, màu vàng nè. Đó, và có vẻ như đội trưởng Virgil van Dijk sẽ là người nâng cao chiếc cúp vô địch cùng các đồng đội. Rồi, chuẩn bị 1, 2, 3, yeah. Không thể tin được là Liverpool có thể bứt phá và vươn lên vị trí đầu bảng Premier League để giành được chức vô địch trong mùa giải này. Quá tuyệt vời, và là chức vô địch đầu tiên của Liverpool trong mùa giải này. Và trước khi đến với hai trận chung kết còn lại thì chúng ta sẽ đến với lễ trao giải Player of the Season. Và người đang đứng trao giải hình như đó chính là Rivaldo đó. Và Zero Junior lại một lần nữa trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Và hình như anh đã có được danh hiệu này 3 lần rồi đó. Wow, quá tuyệt vời. Đây là huấn luyện viên Chu Kinh Lớp nè, đang nhìn người học trò của mình lên nhận giải. Và tiếp theo sau đây sẽ là trận chung kết cúp C2 giữa Liverpool và câu lạc bộ Borussia Dortmund. Trận đấu sẽ được diễn ra trên sân Arsenal ha. Và có thể thấy là các cổ động viên Borussia Dortmund từ Đức đến cổ vũ cho đội bóng của mình rất là nhiều luôn. Và tấn công của các cầu thủ Liverpool, người đang có bóng là Zero Junio, anh quyết định dứt điểm ngay. Để rồi, liệu có pha chuyền bóng của Luis Diaz hay không? Zero Junio vẫn đứng bên ngoài đợi một đường chuyền, và lần này Rodrigo đã sút thủng lưới của Borussia Dortmund để nâng tỷ số lên 1-0 trong trận đấu này. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng vừa rồi. Có vẻ như người đã kiến tạo cho, mình cũng nhìn không rõ ra, đã kiến tạo cho Rodrigo. Và Rodrigo với một góc sút rất hẹp đã có thể đánh bại thủ thành bên phía Dortmund và nâng tỷ số 1-0 cho Liverpool. Đây là Zero, wow, khoảng trống quá lớn dành cho Zero. Nhưng anh đã phải ứng quá chậm trong tình huống vừa rồi. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho Zero Junior. Lại thêm một cơ hội nữa và vẫn chưa được. Hai cú sút liên tiếp của Zero Junior. Và đây phải pha phản công của các cầu thủ Dortmund. Một khoảng trống quá lớn cho Julian Brand. Wow, Julian Brand làm gì trong tình huống vừa rồi? Anh không sút luôn mà chuyền lại, và kết quả là mất bóng. Đây là Luis Diaz. Luis Diaz quyết định chuyền cho Zero. Khoảng trống dành cho Zero. Và lần này thì Zero Junior đã dứt điểm thành công, 2-0 dành cho Liverpool. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi. Phước phát từ tình huống phản công nhanh của các cầu thủ Liverpool, và với một đường chuyền rất hay của Luis Diaz và một pha qua người của Zero Junior đã mở ra khoảng trống để anh có thể dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Và đã có bóng Julian Brand, khoảng trống quá lớn cho Julian Brand, dứt điểm. Và chỉ sau vài phút Zero Junior có được bàn thắng thì Julian Brand cũng đã có được
một cú sút làm tung lưới Liverpool để rút ngắn cách biệt xuống còn 2-1 cho các cầu thủ Borussia Dortmund. Đường chuyền dành cho Giroud, khoảng trống dành cho Giroud, và phút 90 cộng 1, những phút thi đấu cuối cùng trận đấu, Giroud Jojo đã ghi bàn thắng để chấm dứt trận đấu này với tỷ số 3-1 dành cho Liverpool. Tất cả các cầu thủ Liverpool cũng như là huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng đã lao ra ăn mừng cùng với lại Giroud Jojo. Cho cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi thì Giroud Jojo đã rất mệt nhưng anh vẫn cố gắng và đã có cho mình cú đúp trong ngày hôm nay. Quá tuyệt vời dành cho Giroud Jojo, một cú sút không quá mạnh nhưng rất hiểm của Giroud Jojo. Và lúc này có vẻ như đúng rồi, trọng tài cũng đã nổi thời còi kết thúc trận đấu và Liverpool đã giành được cú đúp danh hiệu trong mùa giải này với chức vô địch thứ hai, đó chính là chức vô địch C2. Quá tuyệt vời luôn, một trận đấu chung kết phải nói là rất căng thẳng đến những giây phút cuối cùng của trận đấu, và đây là lúc các cầu thủ sẽ cùng nhau đi lên bục nhận thưởng để cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch C2 Europa League để xem ai sẽ là người nâng cấp đây. Trận đấu này thì Van Dijk không thi đấu và người nâng cấp đó chính là Arroyo, một cầu thủ mang áo số 17, hình như đây là trung vệ đó. Và 2-3, xin chúc mừng Liverpool, nhưng mà đừng quên là Liverpool vẫn còn một trận chung kết nữa để hoàn thành cú ăn ba của mình, đó chính là trận FA Cup, trận chung kết FA Cup đối đầu với một đối thủ cũng khá là mạnh, đó chính là Arsenal. Và trước khi đến với trận chung kết cuối cùng thì chúng ta cùng xem qua chỉ số cá nhân của các cầu thủ ha. Và về bàn thắng thì wow, Giroud Jojo là người ghi bàn nhiều nhất với 28 bàn thắng sau 31 lần ra sân. Tuy anh đã không được ra sân nhiều khi mà bị chấn thương khá là lâu ha, nhưng anh vẫn có cho mình 28 bàn thắng và đứng đầu danh sách của Liverpool luôn. Xếp thứ hai là Rodrigo với 21 bàn thắng và đứng thứ ba là Luis Diaz với 18 bàn thắng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu cuối cùng của mùa giải, trận chung kết FA Cup giữa Liverpool và Arsenal trên sân Wembley, sân vận động quốc gia của nước Anh ha. Và đây sẽ là trận đấu quyết định xem Liverpool có thể giành được cú ăn ba trong mùa giải này hay không. Luis Diaz có một đường chuyền dành cho Giroud đã qua mặt được một cầu thủ bên phía Arsenal, anh quyết định dứt điểm từ xa. Không thể tin được là cú dứt điểm vừa rồi của Giroud Jojo đã nằm gọn trong lưới của Arsenal và mở tỷ số cho Liverpool ở phút thứ 9 của trận đấu. Wow, quá tuyệt vời dành cho Giroud Jojo. Ta cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi, một pha mặt bóng nhẹ nhàng của Giroud Jojo đã loại bỏ được một cầu thủ bên phía Arsenal, và với một cú dứt điểm phải nói rất hiểm hóc của Giroud đã đem về bàn thắng dẫn trước cho Liverpool. Đấy rồi, và bàn thắng thứ hai dành cho Liverpool ở phút 60 của trận đấu. Đây là một cầu thủ trẻ của Liverpool, mình cũng không biết ai nữa. Đây, Morton, cầu thủ mang áo số 28 tên là Morton bên phía Liverpool đã có được bàn thắng nâng cách biệt lên 2-0 dành cho Liverpool. Một bàn thắng từ ngoài vòng cấm của Morton, và một cầu thủ trẻ phải nói là rất tiềm năng của Liverpool nè. Bukayo Saka chuyền cho đây, Buri Vlahovic. No. Trời ơi, vậy mà Vlahovic cũng sút không vào thì hỏi sao Arsenal không có bàn thắng trong trận đấu này. Một đường chuyền của Rodrigo dành cho Giroud. Rồi, quá. Wow. Trời ơi, quá trống dành cho Giroud Jojo. Có vẻ như là các cầu thủ Arsenal đã quá lơ là, và đây có thể nói là bàn thắng chấm dứt trận đấu của Liverpool. Wow, và cú đúp của Giroud Jojo. Và lúc này thì trọng tài cũng đã nổi thời còi kết thúc trận đấu và Liverpool đã chính thức giành được cú ăn ba trong mùa giải này. Quá tuyệt vời luôn. Và thấy sự vui sướng của các cầu thủ Liverpool khi mà những cầu thủ dự bị cũng đã lao ra sân ăn mừng cùng các cầu thủ đang đứng trên sân rồi. Vâng, có thể nói đây là một mùa giải rất thành công của các cầu thủ Liverpool khi mà họ đã bứt phá từ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng lên đầu bảng xếp hạng Premier League và giành được cả chức vô địch Premier League luôn. Và thậm chí là họ còn giành được hai chức vô địch, đó là C2 và lần này là FA Cup nữa, và chính thức giành được cú ăn ba trong mùa giải này. Và lại một lần nữa thì đội trưởng Virgil van Dijk sẽ đại diện các cầu thủ Liverpool nâng chiếc cúp vô địch FA Cup này. Vậy là Giroud Jojo chỉ còn một mục tiêu cuối cùng, đó chính là vô địch Champions League nữa mà thôi.
Và đến đây thì tập ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng tại đây. Và nếu mọi người thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, subscribe và comment ý kiến của mọi người bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.